Chào các bạn, trước mặt các bạn đây là ba bộ loa mic kèn các bạn nhé. Đây là bộ mic kèn của Onkyo, còn đây là bộ mic kèn của Pioneer các bạn nhé. Và đây một củ, bộ củ kèn của Unipet. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cặp một các bạn nhé. Đây rất đẹp, kèn kèn họng nhôm đúc các bạn nhé. Cặp này là của Onkyo các bạn nhé, nằm trong thùng E83. À, những model có model thì E83 dùng HM500 MK2 các bạn nhé. Còn có những model thì họ lại dùng cái họng MD 270901L này nhé các bạn nhé. Thông số kỹ thuật thì cũng như là 520 MK2 thôi, không khác gì nhau cả. Đôi này cắt từ 8.000 thì đây các bạn nhé. Và công suất là 30W. Trở kháng 8 ohm. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn cùng xem cái này là đây mình đo 30 các bạn nhé, rộng 30, cao 12 và sâu là đi 31 phân các bạn ạ. Cả hết cả củ 31 phân, 31 phân các bạn nhé. Và cặp họng kèn này mình xin giao lưu với giá là 4.200.000 các bạn nhé. Họng, một bộ họng kèn là một cặp họng rất là đẹp các bạn ạ, của hãng Onkyo. Đây và chiếc thứ hai đây, rất đẹp các bạn nha. Tất cả còn siêu nguyên nhé, còn sơn siêu nguyên đấy các bạn. Đó, zin nguyên bản nhé, bao zin các bạn luôn. 4.200.000 các bạn nhé. Và tiếp theo đó là cặp kèn Pioneer có cái model là model là PM40 các bạn nhé. Bộ này thì công suất max là 40W và trở kháng 8 ohm và giải tần cũng cắt từ 800 đổ lên các bạn nhé. Đây rất đẹp các bạn ạ. Tem nhôm các bạn nhé. Giờ những cặp đẹp như này cũng từ 8 triệu rưỡi, con số 8 triệu rưỡi các bạn ơi. Giá thị trường là như vậy nhé, cặp đẹp như này. Và cặp này mình xin giao lưu với lại giá là 8 triệu các bạn nhé. 8 triệu cho cặp mic kèn này. Đây các bạn. Pioneer 8 triệu. Và đây tiếp theo đây là cặp củ kèn Unipet P500 các bạn nhé. Cặp này thì có công suất là 50W và trở kháng 16 ohm. Cặp kèn 16 ohm thì rất hay các bạn ạ. Cặp này thì xuống rất thấp, xuống tận 250 Hz các bạn nhé. Rất nặng và rất mới. Cặp củ này là mình đã khui hộp với nhá, mới nguyên nhá. Mình khui hộp với tất cả còn hộp và rắc, rắc cắm này. Đây mới nguyên các bạn ạ. Và cặp này thì mình xin giao lưu với lại giá là 4.300.000 các bạn nhé. Đây chiếc thứ hai đây. Đây các bạn. P500. Đây là mới chưa sử dụng các bạn nhé. Mình mang về mình cái khui hộp 60W, 50W và 16 ohm Margin Japan. Đây có một lớp lưới các bạn ạ. Và rắc vẫn còn nguyên các bạn nhé. Rắc mình để trong kia mình không có lấy ra. Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với mình nhé.
bộ Unipad này mình xin giao lưu với giá là 4.300.000. Và bộ Pioneer model PM-40 này mình xin giao lưu giá 8 triệu. Còn gà cặp MD của Onkyo này mình xin giao lưu với giá là 4.200.000 nhé. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình, Hải Hà Audio, số điện thoại 0967 165 168, mình ở Biên Hòa Đồng Nai và mình ship toàn quốc bạn nhé. Video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào các bạn.